tâm, Mỹ Xuyên và cả gia đình rất là mang ơn chú TV256 ạ. Dạ, cảm ơn cô Xuyên nhiều. Nhưng mà trường hợp của cô Xuyên đó cũng rất đáng được giúp đỡ. Thành ra nếu mà cô thấy cần thiết thì TV256 sẽ viết những cái hàng đó trong cái clip đó, viết một cái hàng là quý vị mà muốn giúp đỡ cho cô Xuyên đó, là quý vị có thể gọi cho cô Xuyên, và cô Xuyên cần 500, 1000 là trên 1000 là cô Xuyên không nhận nữa. Nếu mà tổng số tiền mà giúp đỡ trên 1000 cô Xuyên không nhận nữa, thì cái giúp đỡ nó giá trị hơn là giúp đỡ mà đại trà đó, giống như mà khi mà giúp đỡ Bảo Lục hay cái gì đó, rồi cái ông Phan Anh đồ đó, MC Phan Anh giúp đỡ lên tới 5 triệu bạc không biết làm gì, nó không có đúng. Muốn giúp đỡ một cái vấn đề gì đó, mình phải biết cái nhu cầu cần bao nhiêu tiền. Thì khi mình cần bao nhiêu tiền bây đó. Bây giờ cháu cũng nói là thật lòng luôn, là cháu không mong là chú sẽ giúp đỡ cháu đăng để xin tiền người khác. Nhưng mà từ đây tới ngày, nếu giả sử như các cô chú mà giúp cho cháu, là ngày mẹ cháu được nếu mẹ cháu còn sống được trở về, thì thật sự là cháu mang ơn lắm. Cháu không nhận bất cứ thứ gì về mặt vật chất với tiền bạc hết. Rồi. Thì từ nay, bắt đầu kể từ ngày hôm nay, chị Xuyên sẽ càng quyết tâm hơn để cháu có thể với em trai có thể hy vọng rằng có đường cứu mẹ mình, thì cháu và em trai sẽ cố gắng để làm việc nhiều hơn. Thì những gì mà khi nào ngày nào mẹ cháu ra tòa hay gì đó thì gia đình cháu sẽ sắp xếp, mặc dù rất khổ, nhưng mà ngày hôm nay là chú và tất cả mọi người đã giúp cháu rất nhiều rồi, giúp cháu rất nhiều về tinh thần, cũng như là giúp cháu rất nhiều về cái niềm hy vọng để mà cháu có con đường cứu mẹ được thành công. Thì cháu thật sự ngày hôm nay là lời nói cháu, là hôm nay cháu mới gặp được chú luôn đó, thì cháu rất là mang ơn chú vì những cái clip mà chú đăng cho cháu. Thì không hiểu lắm đó, lúc trước là chú đăng cho cháu xong là tòa án nhân có cao chịu ra mặt liền đó, nhưng mà tới nay vẫn ém. Thì ra mặt để là nói là giải quyết thôi, nhưng mà hiện giờ là ngài giải quyết hay là người còn sống hay chết hay là nơi trại giam giữ thì không cho biết thiệt, nhưng mà là coi như là đã có ra mặt. Còn lúc trước là giống như đơn của cháu bị xé dục sột ác hết hay sao á, nó vô tâm, nó không cần quan tâm tới nữa. Cảm ơn, lúc đó Mỹ Xuyên không có còn hy vọng gì nữa hết trơn á. Nhưng mà từ ngày Mỹ Xuyên là đăng cái clip của Mỹ Xuyên lên rồi, sao tự nhiên mà chú phát hiện được và chú đưa lên giùm cho cháu đó, thì lúc đó là cháu nói với em trai là cháu với em trai rất là mừng, không biết ai đăng cho mình nữa. Thiệt sự là lúc đó trong lòng cháu luôn đó, nói trời ơi ai mà tốt đăng cho mình luôn. Tự nhiên cái cháu đi làm á, cái về cái dòng họ cháu phát hiện, cái nói gì nè, nói ơi mày về mày mở mạng lên mày coi đi, chuyện nhà mày được người ta đăng lên kìa, nói gì đó, rồi ghép hình ảnh đăng lên quá trời luôn mấy bữa. Xong đăng lên xong là bắt đầu là tự nhiên cái bữa mấy bữa sau cái có nhiều người điện thoại cho lắm, hình như cháu nghĩ là mấy người đó ngoài hàng trung ương hay là của tỉnh nói gì cháu cũng không biết nữa. Là có một bữa là chú đăng xong, hay qua ngày hôm sau là nó điện cho cháu nguyên một ngày luôn, là điện thoại cháu là không rảnh luôn đó, điện thoại cháu là trả lời hoài luôn đó, là điện xuống luôn. Rồi cái qua bốn ngày là cháu nhận được cái công văn của tòa án dân tối cao là để là cấp giải quyết, thẩm quyền giải quyết của vụ án này là tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, là để vậy tới giờ gần 2 năm, tới giờ im ru luôn vậy đó. Dạ, cô Xuyên biết đó là TV256 đó, là cá nhân TV256 là về cái vấn đề đất nước của mình đó, TV256 là người sống ở hải ngoại. Vâng. Và TV256 đấu tranh cho một cái nước mà tự do, nhân quyền, dân chủ, tự do, nhân quyền, là cái đó là cái điều ước mong của TV256, là cái điều đó là mãn nguyện rồi. Thành ra trong cái vấn đề mà tự do, dân chủ, nhân quyền đó thì nó có liên quan đến những câu chuyện của Mỹ Xuyên. Thành ra Mỹ Xuyên phải hiểu đây là cái trách nhiệm của một người công dân mà mình thương nước, mình muốn cái đất nước mình được tự do, dân chủ, nhân quyền, thì mình phải lên tiếng những câu chuyện thương tâm này. Cái đó là cái trách nhiệm thôi. Thành ra Mỹ Xuyên mà có cảm ơn TV256 thì mình cũng ghi nhận gì thôi, chứ nhưng mà mình biết đây là cái công việc của mình phải làm. Khi mà mình thấy những cái chuyện mà nó vô lý, mà nó bất công, nó xảy ra,
thì cái bổn phận mình phải làm thôi. Cô phải hiểu như vậy. Mình làm gì thì chỉ vì cái lòng công tâm của mình. Mình thấy mình phải làm, mình chịu không nổi. Sự thật chịu không nổi. Nhìn thấy những cái giọt nước mắt của cô là mình chịu không nổi luôn. Thật sự là bên nay gặp chú, kể cho chú nghe chứ lúc mà cháu đi Hà Nội về rồi đó ha, là mọi tin tức mấy tháng sau cháu gửi đơn mà bị ém hết trơn luôn. Rồi tới 9 tháng mà đi thăm mẹ cháu lại không cho thăm nữa đó. Thì về là cháu mất hồn luôn. Tức là giống như là mình nhớ là những cái kỷ niệm ngày nào mà lúc mình còn nhỏ, rồi mình đi học, rồi mình về mình phụ giúp mẹ mua bán, rồi mẹ mình gánh một cái gánh bánh hàng bán lên nuôi mình, nuôi các em. Thì rất là đau xót mỗi khi Mỹ Xuyên nhớ lại vậy đó. Giống như tinh thần Mỹ Xuyên không có được tỉnh táo nữa. Nhưng mà Mỹ Xuyên cũng cố gắng để mà giữ trấn an mình là mình phải sống, mình phải giữ sức khỏe của mình. Mình phải cố gắng để mình lao động, để mình thay mẹ mình, để mình quán xuyến trong nhà, rồi mình có thể cứu mẹ của mình. Chứ nếu mà một mai nào mình gục ngã rồi thì mẹ mình không còn cơ hội nữa. Tức là Mỹ Xuyên cố gắng cái con đường sống này là không phải vì bản thân Mỹ Xuyên mà Mỹ Xuyên vì gia đình. Và ngày nay Mỹ Xuyên cũng hiểu rất nhiều, tức là sống trong một cái xã hội mà không có công bằng như thế này thì còn nhiều gia cảnh còn khổ hơn nhà Mỹ Xuyên nữa. Cho nên là sau này á, Mỹ Xuyên không có nói trước điều gì, nhưng mà sau này Mỹ Xuyên mà có khá giả hơn nữa thì trước mắt Mỹ Xuyên mà có những cảnh khổ, Mỹ Xuyên sẽ sẵn sàng giúp cho họ. Còn hiện nay thì mình chưa hứa mình sẽ giúp cho ai, nhưng mà mình sẽ giúp gia đình mình trước, rồi á, mình cứu mẹ mình ra trước, rồi mình nếu mà ơn trên còn cho mình có sức khỏe nữa thì nếu mà sau này những cái cảnh khổ giống như mình thì mình phải nhớ lại những ngày mình khổ, mình sẽ giúp lại cho họ bằng theo cái khả năng của mình. Còn hiện nay á, là thật sự nói với chú luôn, lúc mà gia đình Mỹ Xuyên gặp nạn này kia nọ ở trong xứ sở của Mỹ Xuyên luôn, từ ngày đó giờ Mỹ Xuyên bỏ xứ đi, trừ trường hợp không rồi nhà sập là Mỹ Xuyên mới về thôi, chứ nếu mỗi lần Mỹ Xuyên về là Mỹ Xuyên bị mấy con chó đó nó theo nó định đập Mỹ Xuyên á, Mỹ Xuyên sẽ bị nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tức là nó diệt khẩu đó, để mà hai chính quyền nó thông đồng với nhau đó. Dạ cô Mỹ Xuyên ơi, tất cả những gì mà cô nói cho TV26 đó, trong cái cuộc điện đàm ngoài cái 50 mấy phút đó, mà những gì cô nói đó, cô có sẵn lòng gọi là cho phép TV256 phổ biến không? Tất cả những gì cô đang nói. Dạ được. Dạ được phải không? Mỹ Xuyên cấp. Dạ. Là cô, tại vì đó TV256 đó hiện tại vẫn đang thâu cái phần này. Tại vì cô TV256 muốn cho quý khán thính giả thấy ra cái sự thật. Cái cuộc phỏng vấn đó thì có thể là nó là ghép nói nó cái này cái nọ người ta nói. Những cái trường hợp mà TV đang nói chuyện với cô, TV biết thâu những cái giây phút mà nó cảm động nhất để cho mọi người thấy, là TV tắt đi rồi, tắt đi cái đoạn thâu âm đó rồi, nhưng mà TV thấy tự nhiên cần phải thâu âm những cái đoạn mà sự thật giữa TV256 và cô Xuyên. Thành ra TV mới xin phép cô Xuyên. Hiện giờ cái đoạn này nó đã đi được 9 phút. Nó riêng biệt. Nhưng mà nếu cô Xuyên cho phép thì TV muốn phổ biến những đoạn cháu cũng muốn cần đó là những lời thật lòng của cháu. Thật sự là hôm nay gặp chú, cháu không biết nói gì hơn nữa, nhưng mà lúc trước không gặp chú cháu cũng thầm mang ơn những người nào đã có những tấm lòng để mà cứu mình nói là mình, mẹ mình, cả gia đình mình được cứu rồi đó. Khi mà Mỹ Xuyên biết rằng cái làn sóng ở trật tự xã hội rất là mạnh, cho nên là dù là thiệt sự là lúc thời gian trước chú đăng cho cháu là có nhiều người giúp đỡ cháu lắm đó, nhưng mà cháu không có nhận. Lúc những cái cuộc điện thoại đó điện tới cho cháu luôn, lúc cái nhà cháu sập đó, những người đó nói là nhà em bị sập, vậy là em có cần mấy anh chị đây giúp đỡ cho em cái gì không, thì Mỹ Xuyên vẫn nói là không. Và bây giờ Mỹ Xuyên cũng vẫn nói là không. Tức là Mỹ Xuyên hiểu rằng khi mà mình nhận một cái gì của ai đó là một cái điều mình mang nợ họ.
Nhưng mà nếu mà Mỹ Xuyên còn đôi tay, còn sức lực, Mỹ Xuyên sẽ làm những gì mà Mỹ Xuyên muốn, dành những cái gì tấm lòng quý giá đó để cho mẹ. Nếu một ngày nào mẹ về, mẹ biết rằng Mỹ Xuyên đã vất vả cực khổ để đưa mẹ Minh Quang cho mẹ được trở về, Mỹ Xuyên sẽ không nhận bất cứ cái gì của quý khán thính giả hết. Tại vì là quý khán thính giả giúp Mỹ Xuyên lên tiếng đó là một cái điều muôn vàng mang ơn lắm rồi. Mỹ Xuyên không nhận một cái gì hết. Dạ, phải nói quá xúc động. TV 2 năm sau cũng chặn cái những cái dòng lời nó sắp sửa trào ra. Thật sự là Mỹ Xuyên muốn nói tới các anh chị em cô bác, thời gian vừa qua có nhiều người cũng xúc động về câu chuyện của Mỹ Xuyên lắm, cũng có nhiều người cũng suy nghĩ rằng sẽ giúp cho Mỹ Xuyên một cái gì đó, không phải là Mỹ Xuyên phụ ơn quý khán thính giả với các anh chị em, nhưng mà Mỹ Xuyên nghĩ rằng người ta đã giúp cho mình quá nhiều, mình cũng chẳng biết những người đó là ai, mình đã mang ơn họ quá nhiều, cho nên lương tâm mình không cho phép mình trục lợi hoặc nhận những đồng tiền của từ những sự giúp đỡ khác. Tại vì khi mình nhận đồng tiền từ sự giúp đỡ khác, chẳng khác nào mình đem mẹ mình ra làm cái một món hàng để mình trục lợi, không phải là như vậy. Đây là tấm lòng của một đứa con, tức là Mỹ Xuyên rất hằng mong là mẹ mình sẽ được trở về hơn muôn ngàn tiền bạc hay vàng bạc gì hết. Tức là trong tâm Mỹ Xuyên chỉ muốn quý khán thính giả với mọi người thấy đó là đưa những bài viết của Mỹ Xuyên lên để mà cho là tất cả những cấp lãnh đạo của đất nước Việt Nam thấy rằng là họ đã tàn ác với gia đình Mỹ Xuyên như vậy đó. Mong mọi người hãy là chung tay đưa cái bài của Mỹ Xuyên lên mỗi một tiếng nói để cho mẹ Mỹ Xuyên sớm được về. Đó là Mỹ Xuyên không biết các anh chị em là ai thiệt, nhưng mà trong lòng Mỹ Xuyên cũng mang ơn, giống như đã mang ơn chú TV 256 vậy đó. Dạ, TV 256 xin chấm dứt cái buổi nói chuyện hôm nay nha. Đây là cái clip clip thứ hai, mà cái clip này là do những cái cảm xúc chân tình, chứ sự thật nó không có sắp xếp cho cái chương trình này. Nhưng mà TV 256 sẽ đưa lên cái clip này với cái sự đồng ý của cô Mỹ Xuyên. Clip này được 12 phút 33 giây. Và xin cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe cái clip này.